chào thầy và các bạn. Em tên là Tô Thị Ý Nga, sinh viên của lớp 46K01.1, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Hiện đang theo học lớp học phần thể dục K20 TD nữ 36. Sau đây em xin thực hiện bài thi giữa kỳ và cuối kỳ của mình là lộn xuôi và thăng bằng sấp.